Bác Sương xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Bỏng là một trong những cái tai nạn mà có thể rất là dễ gặp cho em bé của mình. Và trong ngày hôm nay, bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với các ba mẹ và các bạn 3 bước cơ bản để mà xử trí sơ cứu bỏng cho em bé ngay tại thời điểm đó. Xin mời các ba mẹ cùng đón xem. Bước 1 đầu tiên đó là chúng ta phải tách em bé ra khỏi cái nguồn bị bỏng để tránh cái việc là tăng cái độ bỏng của em bé. Bởi vì độ bỏng của em bé sẽ được ước tính bằng cái thời gian em bé tiếp xúc với chất bị bỏng cũng như là cái nhiệt độ của cái chất bị bỏng. Cho nên việc đầu tiên đó là chúng ta phải đưa em bé ra khỏi vùng bị bỏng, ra khỏi vùng nguy hiểm. Bước thứ hai là chúng ta phải nhanh chóng làm mát, làm lạnh ngay cái phần bị bỏng thông qua cái việc các bạn có thể là xối cái vòi nước, nước lạnh nhá, nước mát, nước lạnh đó, hoặc là cái cốc nước lạnh hoặc cốc nước mát mà chúng ta có sẵn ở gần nhất để chúng ta làm nguội ngay cái vết bỏng cho em bé. Tuyệt đối chúng ta không được sử dụng cái đá để chườm trực tiếp lên trên cái vết bỏng đó, bởi vì đôi khi sẽ làm cho cái tổn thương và cái vết bỏng nó nặng hơn, nó sâu hơn và nguy hiểm hơn. Bước thứ ba đó là chúng ta sẽ nới ngay những cái quần áo hoặc những các cái chất vải mà dính ở trên bề mặt bỏng của em bé, nếu như mà đương nhiên chúng ta phải làm rất là nhẹ nhàng, cẩn thận để tránh lột cái da ở cái dưới lớp bỏng đó. Và sau đó chúng ta sẽ đắp cái gạc vô trùng, và nhớ là tuyệt đối là cái gạc đấy là gạc chống dính, tức là gạc không bị dính. Thì ba cái bước đấy là ba bước cơ bản để giúp sơ cứu em bé bị bỏng lúc ban đầu, để giảm thiểu cái mức độ nặng của bỏng cũng như cái biến chứng của bỏng sau này đó. Và sau khi mà cấp cứu em bé xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá xem là em bé ở mức độ bỏng nào, bỏng độ 1, độ 2 hay độ 3, và từ đó chúng ta sẽ có quyết định là cho em bé tới bệnh viện hay không. Ở cái video sau, bác sĩ sẽ chia sẻ với các ba mẹ và các bạn cái cách để đánh giá mức độ nặng của bỏng, hay là khi nào thì em bé bỏng đưa tới viện. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ ở các video tiếp theo.